Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng khi tham gia giao thông chỉ có người điều khiển ô tô xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mới bị xử phạt. Tuy nhiên theo nghị định số 100/2019 NĐ-CP, người điều khiển xe đạp, xe máy, kể cả là xe đạp điện, xe thô sơ cũng có thể bị xử phạt nếu vi phạm nồng độ cồn. Vậy quy định này cụ thể như thế nào? Trước hết mời quý vị cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây. Bố mày đến giờ ăn cơm mày đâu rồi không biết <laughs> đây rồi Này, bữa cơm mà thiếu cái thứ này thì không thành bữa cơm rồi à Nhạt mồm nhạt miệng lắm Lại rượu với chè à, Ôi, ấy. Không uống nữa, nhìn một bữa thì chết ai Bà đừng cấm đoán tôi chứ vớ vẩn được Không được ừ. Ông quên là chiều nay ông hứa chở tôi lên chợ huyện sắm đồ à Nhà hết đồ rồi thì làm hàng làm sao được Quên làm sao được, chiều tôi khắc chở bà đi Ông biết là chiều chở tôi đi chợ Mà ông còn đòi uống rượu à? Bà, bà, bà sợ là công an họ kiểm tra lồng độ cồn như vậy Chứ gì nữa Đừng có lo Chiều đi Tôi chở bà đi bằng xe đạp điện Mà bây giờ là công an người ta chỉ ở, ở kiểm tra ô tô với xe máy thôi Chấp gì xe đạp điện Vẫn... Ô tô chết Thế là bố không biết rồi Giờ pháp luật họ nghiêm lắm ừ. Ra đường đi xe đạp, xe đạp điện hay bất kể là xe gì Trong người có nồng độ cồn là bị phạt tiền ngay Ok ừ, thế... Thế bây giờ um, um, xe đạp điện cũng phải kiểm tra nồng độ cồn à, cũng bị phạt, phạt à? Vâng, bây giờ ra đường trong người có nồng độ cồn là bị phạt ngay bố ạ. Nên ừ. thôi, bố đừng uống rượu nữa. Thế thì bây giờ họ làm nghiêm thế à? Làm nghiêm thì mình cẩn thận thôi. Đưa chạy rượu. À? Không, con nói thế mà ông còn đòi uống à? Kết đi. <laughs> trong tình huống trong bữa cơm trưa ông tài muốn uống một chút rượu bà vân vợ ông ngăn ông uống rượu vì buổi chiều ông bà có việc phải đi ra ngoài ông tài nói sẽ chở bà đi bằng xe đạp điện nên không lo bị thổi nồng độ cồn linh con gái ông tài cho biết đã có quy định xử phạt đối với người điều khiển xe đạp điện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vậy pháp luật quy định như thế nào về hành vi điều khiển xe đạp xe đạp máy xe đạp điện xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và mức phạt ra sao Mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của chúng tôi với luật sư của chương trình. Quy định pháp luật về hành vi điều khiển xe đạp, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thế trong cái tình huống nêu trên thì chúng ta thấy rằng là vậy thì các cái quy định về hành vi điều khiển xe đạp, xe đạp máy, kể cả là xe đạp điện, xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì sẽ được quy định như nào và cái mức xử phạt cụ thể thì thứ nhất là quy định pháp luật về hành vi điều khiển xe đạp, xe máy, kể cả xe đạp điện, xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị cấm trong phòng chống tác hại rượu bia. Phương tiện giao thông được đề cập ở đây là không loại trừ cả xe đạp, xe đạp máy, bao gồm cả xe đạp điện. Mức xử phạt đối với các hành vi điều khiển xe đạp, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thì mức xử phạt đối với các hành vi điều khiển xe đạp, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì được quy định cụ thể tùy vào cái nồng độ cụ thể là nhất là gì nếu như nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đến 100.000 đồng. Còn trong trường hợp mà điều khiển xe đạp, xe thô sơ, xe đạp máy bao gồm cả xe đạp điện mà có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên một lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 300 000 đồng. Trong trường hợp điều khiển xe đạp, xe đạp máy kể cả xe đạp điện mà có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên một lít khí thở thì có thể bị phạt tiền từ 400 000 đồng đến 600 000 đồng. Thưa quý vị, qua phần tư vấn của luật sư, hy vọng rằng quý vị đã nắm rõ được những quy định về mức xử phạt hành vi điều khiển xe đạp, xe đạp máy, kể cả là xe đạp điện, xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, để tránh vi phạm luật và tham gia giao thông an toàn. Chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên. Đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.